Giới thiệu với các bác, con này là con chim già rừng. Nó là con chim mồi. Trông thế thôi nhưng mà ra rừng là nó gáy. Đó. Trông thế thôi. Chứ không phải là con chim non nuôi lên mà trông nó quá thuần được. Nhưng mà con này cứ ra rừng ngày trước chim rừng là gáy. Đấy. Mã, tướng tá mã ấy, khá là to. Tương tác khá là rồi. Còn con hôm trước quay cạnh con đa đa trong cái lồng này thì mình bán rồi, bán cho một bạn rồi, bạn ở Bắc Giang. Đó. Nên mình đã cho con mồi này vào trong cái lồng này để chơi. Đó. Tương tác cườm của nó như vậy. Quy cườm này. Đó. Mình đang dí điện thoại nên nó cũng không không phải là quá thuần, nhưng mà con chim này không tật nỗi gì cả. Đó. Đặc biệt là rất là chịu chơi với chim rừng. Đó. Anh em nào thích chơi con này theo kiểu chơi chim chim chơi 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 dàn hoặc là đấu đá hoặc là mồi là nó phù hợp. Nó không nhất thiết phải quá thuần phải bảo được, nhưng mà giọng thì rất là vang. Con này nó là giọng pha rất là vang nhé, pha hai giọng. Để mình cho nó ra đây cho nó gù, cố gắng cho nó gù xem là nó có gù được không. Quyết định đi nhà vườn đằng sau để tâm xem là chim nó đã lớn cỡ nào rồi, mang ra bón được chưa. Ủa. 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 Ô 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 Ô. 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 Biết là đang tầm bón rồi, đang tầm bón rồi. Các bạn nên alo nhanh, mình sẽ để cho các bác nào quan tâm đến kênh của mình hay tin tưởng và ấy thì mình sẽ để cho đôi này.
đây về các bạn bón, hoặc là các bạn không bón được thì các bạn đặt tôi trước, chuyển tiền cho tôi, hoặc là đồng ý với tôi, đến lúc tôi biết ăn tôi chuyển cho các bạn đó. Đấy là con bố này, con mẹ này. Đấy, con mẹ này. Ô, 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 ô. Ô. Bạn nhìn kỹ con tầm này nhá. Này là bón được rồi, hôm nay các cao thủ bón được lâu rồi. Lên đây tôi coi là nó đã to chưa. Đó, hai em này nhá. Đó, bố mẹ đang ngủ ở dưới. Tầm này bón cũng khá ok rồi. Đó. Hai em. Trông rất là xinh xắn. Anh em là đặt hàng ngay. Con này cũng sẽ thuộc về anh em nào biết bón chim. Tầm này nó to rồi, nhưng mà mẹ nó không u nó nữa. Nhưng mà mình nuôi là nó theo phong cách là bán hoang dã. Để mỗi cái lỗ này thôi đó, không bắt đầu bịt tải lên đó, chăn viên gạch lên đó, trên này rác rưởi. Thì cái mô hình mình nuôi này thì chim rất là khỏe đó. Đấy, rất là hoang dã đó, ngoài vườn luôn á đó. Đó, vườn này đó, rất là hoang dã. Ừ, anh để đấy. Đây là có hai đôi bố mẹ nuôi hoang dã nhá. Anh em nào alo 01635305982. Đó. Đây là cống uống nước của nó đây. U u u u u bố mẹ khổng lồ luôn.
rất là dũng mãnh, chiến luôn. Đó. Chân khá là đỏ. Chân đỏ. Đó. Chim khá là to. Đó. Đây là đằng sau gà chọi. Đó. Gà chọi. Đó. Đây là sau vườn nuôi gà rừng, gà tre, gà chọi. Gà ta đồi rừng rất là nhiều. Đây là khu vườn, khu đất trên đây thì thuộc về khu vực Bảy Sa miền núi dân tộc Mường, nhiều đất lắm, đất rộng, toàn rắn rết, gà, gà chạy bộ đấy, gà này ăn toàn mối, gà ngon, gà ta đấy, đấy. Còn suốt dài rằng rẵng đây là cái vườn trại của mình, thì mình dài, căng lưới V40. Chống trộm. Đó. Suốt như này hai bên hai dãy. Đó. Bố mẹ gù đấy. Đấy. Bố mẹ gù ấy. Đó. Bữa từ đây xuống cuối vườn kia khoảng 100 mét. Đó. Đấy, con bố gáy đấy. Quý vị có thể đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao, hoặc là kết nối bạn trên Facebook cũng là Chim Cu Gáy Hay. Cái số điện thoại của mình 0163 5305 982. Đó. Rất là rừng rú. Cảm ơn các bạn. Mong rằng các bạn sẽ đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón những video mới. Mình sẽ hứa cố gắng ngày nào cũng sẽ ra một video về chủ đề con chim cu gáy và những con nó. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả.